Xin chào tất cả mọi người nha. Thì năm nay là năm Sửu, năm 2021 nha. Thì đây là cặp trâu đầu tiên đã có mặt ở miền Tây, đặc biệt là đã có mặt ở Vĩnh Long nha. Ở đây là phim trường Mekong hôm sau. Thì dưới chân cầu Mỹ Thuận nha, phải nói là cặp trâu này rất là đẹp. Nhìn cái cặp trâu này rất là thú vị. Thì cặp mắt cũng rất là đẹp và chân mày mọi người thấy không, rất là đẹp nha. Đây là con trâu đực, còn bên đây là con trâu cái. Thì ở đây thì nó có một cái vương miệng nè mọi người, rất là đẹp nha. Rồi cũng muốn chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha. Bye bye tất cả mọi người.